em quay trở lại với channel của Một Bạn Quân nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Giao Án, thành niên của team LFMMT, chơi thức thần mới của chúng ta. Anh em chắc ai biết rồi. Vâng, và đó chính là Satou Kinara anh em. Vâng, và đã có mạng đầu tiên cho MMT rồi. Đây là một thanh niên thuộc team LF, là một game thủ chuyên nghiệp nha anh em. Chúng ta cùng xem MMT thể hiện khả năng leo rank với thức thần mới này như thế nào nha. Đấy, cách lên đầu anh em có thể thấy là lên chắc chắn là cái kiếm tím rồi, có hút máu như thế kia để tăng khả năng bắn. Vậy là cách lên tốc đánh là rất chuẩn rồi nha anh em. Ui sao anh em nhìn thấy cấu máu kinh khủng chưa. Đấy, MMT tuy mới chưa đạt một chút thông thạo nào với Kinara, nhưng mà bắn, ui anh em nhìn bắn lúa kìa. Ui qua trưởng cô trưởng muối lao lên, chắc chắn nó sẽ đổi mạng với cả lúa rồi. Ôi hay quá. Vâng, suýt chút nữa thì lấy được luôn cả mạng của support bên kia. Wow, bé hạng, suýt nữa thì lấy được luôn. Và các thanh niên team đỏ đang định ăn con cá chê ở đây. Vâng, nhưng mà MMT không để chuyện đó xảy ra, nhưng mà vẫn để xảy đó chuyện đó xảy ra rồi. Vâng, và thanh niên Ibaraki đã bớ rất nhanh còn cả chê vừa rồi. Một kiếm tím và tiếp theo là cái giày kháng phép nha anh em. À, đối đầu với hai thanh niên kia là có một chút phòng thủ ở đây rồi. Ngồi đánh nhau to luôn. MMT vẫn đang muốn đẩy cho mình. Có chiêu cuối ở đây ngại gì. Bật chiêu cuối lên. Bật lên đây rồi. Sẽ là hai mạng chắc. Một mạng đầu tiên này. Tiếp theo là ai nữa? Vẫn chưa. Thanh niên Ibaraki vẫn đang ở bên kia trụ. Vậy chắc là sẽ không ăn nữa rồi. Đấy, anh em xem mình chơi Kinara rồi thì giáo án hôm nay sẽ là game thủ chuyên nghiệp chơi. À, để xem nó outing YouTuber thế nào nha. Chắc chắn là outing rồi. À, chúng ta chỉ xem cách di chuyển này, cách lên đồ và cách đánh của game thủ chuyên nghiệp họ chơi thức thần mới này thôi. Đấy, anh em có thể thấy là họ mang vào thành rank cực mạnh luôn nha. Ui, lúa cấu rất đau vào MMT và phải lùi về rồi. Đi nửa lượng máu, nhưng mà Kinara có khả năng hồi phục nha anh em. Có khả năng hồi phục khi có vọng âm màu xanh lá. Bắn màu đỏ luôn và sẽ là lúa di chuyển hơi fail một chút là phải trả giá rồi. Tiếp theo, ui rồi 4 đánh 2 vòng game gia đình. Cả rừng cả mít xuống đấm. Hai mạng ở dưới đã phải nằm rồi. Và bây giờ bé quạ đang bị kẹt. Ơ, tưởng bị quẹt nhưng mà quẹt đấm luôn cả vạch. Vạch trưởng cục đường hỏi đến từ thanh niên quạ. Vâng, tưởng bị kẹt ở trong trụ bị bạch solo nhưng mà không. Quay ra quay lại thì ông kia cầm gọi là cái gì nhở, cái thương anh em. Vâng, cầm thương bổ rồi, bổ bạch nhớ nhà luôn. À, cầm đao nhưng mà thương đao. Trụ này nằm xuống rồi, chủ động trao đổi chiêu thức luôn. Hạp đã nhai được, đã nuốt được lúa vào bụng nhưng mà có chiêu cuối đuổi theo. Đuổi hơi sâu, Ibaraki quay lại đây rồi. Thôi, 3 đánh 1 không chuẩn thì cũng lạc rồi. Liệu có nằm xuống không? Vẫn chưa nằm xuống, vẫn đang bắn nhiệt. Quả lại đuổi khéo bay màu này. Ui, có cả bạch ở đây rồi. Bạch sử dụng kiệt sức đối với cả Kinara rồi. Kinara vẫn đang cố gây đam, vẫn đang bắn rất lực tốc biến chạy. Nhưng mà có cái chiêu cuối của bạch dí theo đi kia thì tốc biến theo không vẫn thua rồi. Đấy, bắt đầu có đánh nhau to ở chỗ bùa này, chắc là sẽ tranh nhau bùa. Và thanh niên Kinara di chuyển hơi lỗi đây rồi, ăn rất nhiều đam từ bạch và sẽ là phải nằm xuống rồi. Có một bất tử vào vẫn chưa nằm, đang bắn hết. Ui, tưởng bắn được thêm cả bỏ du đi thì ngon, còn thua. Có bút bất tử từ bé nắng nhưng mà vẫn chưa bay cho lắm. Tỷ số đang là 4-3. Anh em hãy nhìn cách lên đồ của Kinara của MMT, lên ngay cái cung. Vâng, gây tốc độ bắn và xuyên giáp rất ngon lành, đúng không anh em? Đây là xuyên cả giáp vật lý và giáp phép đúng không? Đấy, hai món tốc độ bắn rồi, rất ok. Cách lên đồ này cũng khá hay, anh em có thể thử nha. Bắt đầu bắn thẳng vào Ibaraki rồi, bắn rất đau này. Đầy được cái stack rồi, nhưng mà phải lùi về thôi. Bắn Ibaraki vẫn chưa thấm lắm.
mới được có hai đồ thôi. Ôi. Vâng, thanh niên XX của team xanh bắt đầu lại có đánh nhau rồi. Trận đấu này các thanh niên rất chiến nha. Amoju lao lên hút trọn đam của Kinara. Bên kia cũng vậy, quá ăn đủ đam. Nhưng mà bị đâm hơi sâu đó chính là Ibaraki. Bật chiêu cuối lướt như một vị thần, đó chính là Kinara. Wow. Chiêu cuối ai sẽ là nằm xuống nữa đây. Ôi dồi ôi, có nhẹ cho mình 3 mạng rồi. À, lúa may mắn chạy được. Vâng, 3 mạng vừa rồi là MMT ăn đủ anh em nha. Quá kinh khủng, bật chiêu cuối lên lướt đúng thời điểm. Ồ, tiếp theo lại lên một cái cung vàng nữa anh em ạ. Cái cung thêm tốc độ bắn và đám phép. Wow, hay quá nhỉ. Cái lên đồ của thanh niên này mình chưa thử, anh em có thể thử qua và để lại comment bên dưới để mình biết xem cái lên đồ này ok hay không nha. Đấy, rất hay, cái lên đồ rất mới lạ. Nhưng mình thấy khá là hiệu quả đấy. Xanh như thế này thì nghĩa là hiệu quả rồi. Ui ôi, cái gấu đấy lao thẳng vào chiều cuối đi ra. Cục thật. Rồi, Ibaraki bị bắt rồi. Rồi sao, cụ đi. Ui, cũng đau đấy, cũng đau đấy, cũng đau đấy. MVT phải lùi ra rồi. Vâng, Fury đã phải nằm xuống nhờ bởi pha hơi đâm sâu của mình. Quay sang ăn cá chê luôn. Bị trói hôn chúng. Vẫn chưa nằm xuống, còn một chút máu, vẫn đang chạy nhiệt. Ơ bạch liều nhở, bạn bạch đi rồi đấy. Vâng, bạn bạch rất tham quả đó, lao lên định cố ăn vào thanh niên mid. Tìm xanh, nhưng mà rất tiếc. Kinara đứng dinh ở bên kia rồi. Sang phát là bắn luôn. Và bây giờ bắn thì rất đau nhờ những món tốc độ bắn của mình. Cân 2 à? Có chiêu cuối không? Cân 2 thì mình xem nào. Ui rồi, bắn là đau nha. Phát nữa đi. Đi. Vâng. Một pha hơi ảo tưởng sức mạnh đến từ Kinara và đã phải trả giá rồi. Aobazu đang 1-3. À 1-2. Lùa thẳng vào quả qua chạy được rồi. Ô. Vâng, thế quái nào. Lùa bé nắng cho anh em nhầm, lùa bé nắng. Đấm cả hai luôn. Bằng cách nào đó thì Fury đã ăn được Ibaraki rồi. Và MMT đã sống dậy. Lại di chuyển. Rất bố đời. Vâng. Không sợ thanh niên bạch, vì thanh niên bạch đã trói hồn xịt rồi. Đây anh em nhìn nha, những món đồ. Tiếp theo là cái xuyên cái cung xuyên vật lý rồi. Thanh niên này thích lên full cung anh em ạ. Vâng. Người chơi hệ xạ thủ là phải lên full cung không anh em. Ui rồi bắn vào thanh niên Iba kìa. Ui rồi bắt đầu đau đấy, bắt đầu thấm đấy. Chiều cuối lên rồi, quả này thì thôi, đi hết rồi. Cán cực kỳ mạnh, đó chính là Kinara. Wow, cái lên đồ này uy tín đấy chứ anh em. Ui rồi bắn kìa, anh em nhìn bắn kìa. Ui rồi, ui, đi. Vâng. Và suýt chút nữa thì 1000 đam chí mạng. Ibaraki đang cố ăn vào Kinara phát này chăng. Không ăn thua rồi, và quét sạch dành cho team xanh. Và sẽ là chiến thắng luôn dành cho các thành viên team của LF rồi. Ok, MMT 11 mạng. Wow, cháy nha. Đây là cách lên đồ rất hay, anh em có thể trải nghiệm. Và để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.